Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của sản phẩm Luxury. Vâng, chiếc đồng hồ hôm nay trên tay tôi thì có lẽ có nhiều người đã nhận ra rồi. Đây là mẫu đồng hồ được mong chờ nhất trên thế giới. Và rất nhiều người muốn sở hữu chiếc đồng hồ này nhưng mà không thể thực hiện được. Vâng, có phải vì mức giá của nó không? Không. Thực tế thì chiếc đồng hồ này có mức giá khá là bình thường so với những mẫu đồng hồ cao cấp, khoảng hơn 10.000. Chính xác thì mức giá chính hãng của nó là 12.400 đô. Nhưng mà để sở hữu một chiếc Rolex Daytona phiên bản thép như thế này, chiếc này có mã hiệu là 116500LN, thì là một chuyện rất là khó khăn. Vâng, thì có hai cách để sở hữu chiếc đồng hồ này. Qua những cái cửa hàng tiểu ngạch thì mức giá có thể đội lên gấp đôi, và 12.000 thì sẽ mua ngoài tầm 20.000. Một cách khác đó là mua cửa hàng chính hãng với giá 12.000. Nhưng mà nếu bạn đăng ký ở cửa hàng chính hãng thì bạn sẽ phải trong một danh sách chờ. Và chờ thì ít nhất thì khoảng tầm 2 năm, nhiều thì khoảng tầm 5 năm thì bạn có thể sở hữu một chiếc đồng hồ như thế này. Vâng, đó là về độ hiếm của chiếc Rolex Daytona phiên bản thép. Thực tế thì phiên bản vàng hay phiên bản demi là nửa vàng nửa thép thì lại có mức giá cao hơn nhưng mà dễ kiếm hơn rất là nhiều. Còn phiên bản thép này thì thực sự là được nhiều người mong đợi. Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu lý do là tại sao mà chiếc Daytona phiên bản thép này lại được nhiều người mong đợi như vậy và có mức giá khác biệt như vậy. Vâng, lý do quan trọng nhất đó chính là quy luật cung và cầu cơ bản thị trường. Nếu mà số lượng người mua mà nhiều hơn số lượng sản phẩm bán ra thì tất nhiên là chiếc đồng hồ này trở thành một chiếc đồng hồ hàng hiếm và sẽ có mức giá cao hơn. Nhưng mà ai là người kiểm soát cái số lượng này? Vâng, đó chính là Rolex. Vâng, Rolex là một nhà sản xuất rất là khôn ngoan. Câu chuyện này bắt đầu từ năm 1988 khi mà Rolex bắt đầu sử dụng máy em Primero của Zenith. Thì lúc này do Zenith là một bên cung cấp thứ ba, vậy nên là máy em Primero cũng chỉ được cung cấp số lượng giới hạn, mà từ đó thì phiên bản Daytona cũng chỉ là có số lượng giới hạn mà thôi. Và từ lúc đó thì rất nhiều người đã đăng ký mua cái mẫu đồng hồ này và cái danh sách chờ đã rất là dài rồi. Nhưng mà tới năm 2000 khi mà Rolex bắt đầu sử dụng bộ máy in-house của mình và họ tự làm chủ được, họ tự kiểm soát được những cái số lượng họ sản xuất ra, nhưng mà họ vẫn giới hạn cái số lượng phiên bản thép này xuống một con số khá là ít. Và chính vì lẽ đó nên là phiên bản thép vẫn từ trước đến nay vẫn luôn là một phiên bản được chờ đợi và được săn đón nhiều nhất của dòng Daytona. Vâng, chúng ta sẽ nói qua về chiếc đồng hồ này một chút. Phiên bản 116500LN được giới thiệu năm 2016. Còn đây là phiên bản mới nhất. Thực chất thì Daytona chỉ có một vài phiên bản và vài sự thay đổi thôi. Trước đó là 116520. Vâng, với vành bezel thép này. Thực ra 116520 cũng có vành bezel ceramic nhưng mà chỉ cho phiên bản vàng hồng hoặc Rolex thôi. Có phiên bản thép thì phải đến 116500 mới có phiên bản vành ceramic như thế này. Trước đó nữa thì là bản 16520 sử dụng máy em Primero và từ năm 1988. Vâng, từ đó đến nay chỉ có 3 phiên bản: 16520, 116520 và 116500 này thôi. Bạn có thể thấy vành ceramic nhưng mà tên Rolex gọi là Ceratrome. Được khắc những cái chỉ số ở đây và những cái chỉ số này được mạ thêm bằng platinum. Và những cái chi tiết khác trên mặt số thì vẫn được giữ nguyên bởi vì Rolex thì vẫn sử dụng cái bộ máy 4130 quen thuộc của họ thôi. Vẫn là ba mặt số phụ chronograph. Vẫn là những cọc chỉ giờ được phủ chất phát quang, bộ kim chất phát quang và năm dòng chữ dày đặc như trên này. Nhiều người không thích những cái dòng chữ trên này bởi vì họ cho rằng nhiều dòng chữ như này sẽ làm cho mặt số trở nên rối rắm và không cần thiết. Vâng, theo lý tôi thực sự điều này cũng không cần thiết, nhưng mà đây là nét riêng của Rolex và họ muốn thiết kế như vậy và đó là quyền của Rolex mà thôi, chúng ta cũng không thể can thiệp được. Ở góc 6 giờ chúng ta dòng chữ Daytona màu đỏ quen thuộc. Vâng, Daytona lấy tên từ cuộc đua 24 giờ vòng quanh bãi biển Daytona ở California, Mỹ. Và đó chính là cuộc đua mà được Rolex tài trợ
và Rolex thì cũng sử dụng tên cuộc đua làm tên bộ sưu tập này luôn. Vâng, xét về thiết kế thì mẫu đồng hồ 116500 LN này không có quá nhiều thay đổi so với người tiền nhiệm của nó. Vẫn thiết kế quen thuộc với núm bấm chronograph dạng nút xoáy cổ chai này. Bạn muốn bấm thì bạn phải vặn ra một chút như này. Và điều này sẽ giúp làm tăng khả năng chống nước. Vâng, và cái mẫu đồng hồ của tôi vẫn là mới nên vẫn còn bao ni lông này xung quanh bọc này. Tương tự với lúc 4 giờ, chúng ta vẫn có cái núm chỉnh giờ cổ chai xoáy vào, và núm này là núm chip lock. Làm thế nào để phân biệt chip lock hay là chuyên lock thì khá đơn giản. Đây bạn nhìn đây này, núm chỉnh giờ này có 3 cái dấu chấm, thì đây là chip lock. Còn chuyên lock thì sẽ có 2 dấu chấm hoặc là gạch. Vâng, thay đổi một chút từ bộ máy Emprimero. Máy Emprimero thì được Rolex cũng sửa lại khá nhiều và thành cái máy 4030. Đây là máy 4130 và máy in-house Rolex. Thế kim dây này được thay đổi với góc 6 giờ này khá đặc biệt, và chính cái chi tiết này khiến cho việc làm giả những mẫu Daytona cũng khó hơn. Bởi vì thường những mẫu đồng hồ giả sẽ sử dụng một cái bộ máy Ebauch của một cái thương hiệu nào khác, nhưng mà thường thì bộ máy chronograph thì sẽ có kim dây góc 9 giờ đây. Ít bộ máy chronograph có kim dây góc 6 giờ nên việc làm giả cũng khá là khó. Đó là một chi tiết khá là hay của Rolex và họ tận dụng được cái in-house của mình. Vâng, bây giờ thì tôi sẽ thử lên tay chiếc đồng hồ này. Vâng, tại sao mà chiếc đồng hồ này được nhiều người săn đón như vậy? Vâng, thứ nhất là bởi vì nó hiếm, cái này thì tôi không phủ nhận rồi. Nhưng quan trọng nhất là một cái đồng hồ hiếm mà nó không tốt thì cũng không giải quyết được vấn đề gì, đúng không? Chiếc đồng hồ này được cả hai, có nghĩa là vừa đeo trên tay rất là đẹp. Và Daytona là một cái dòng dễ đeo trên tay nhất, có thể đeo cả nam cả nữ, ai đeo cũng thấy đẹp cả. Đó chính là cái lý do mà khiến cho mẫu đồng hồ Daytona được săn đón khá là nhiều. Và có thể thấy đây này, đường kính 40mm. Vâng, cái đường kính này không quá lớn mà không quá bé, có thể phù hợp với tất cả mọi ai, kể cả nam cả nữ. Vâng, như đã nói ở trên, mức đồng hồ Rolex Daytona 116500 LN có mức giá bán chính hãng là 12.400 đô la Mỹ. Nhưng mà tất nhiên theo quy luật cung và cầu thì mẫu đồng hồ hiếm như này sẽ không có mức giá ngang với mức giá chính hãng đâu. Thực tế thì nếu bạn muốn sở hữu một chiếc đồng hồ này ngay lập tức, bạn sẽ phải bỏ ra khoảng tầm 16 đến 20 nghìn đô la Mỹ cho một chiếc đồng hồ mới. Còn nếu mà bạn muốn mua tại chính hãng, mua tại Rolex thì bạn sẽ phải đợi. Vâng, thì có nhiều trường hợp đợi, trung bình thì là 2 năm, từ 1 đến 2 năm. Còn lâu nhất thì có thể, theo một trường hợp tôi đã đọc được, cửa hàng đó có 2 chiếc Rolex Daytona 1 năm và người đó đứng thứ 92 trong danh sách đợi, có nghĩa là họ phải đợi 46 năm để sở hữu một chiếc Rolex Daytona như thế này. Vâng, để biết thêm chi tiết về chiếc đồng hồ này, các bạn có thể truy cập vào gia bảo luxury.com. Xin chào và hẹn gặp lại.